Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Vân Nguyễn. Ngày hôm nay thì Vân Nguyễn đang có mặt tại một khu dân cư mới ở Thái Thôn Chùa, Thái Đào, Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang các bạn nhé. Các bạn ơi, tại sao Vân lại đứng ở đây? Các bạn đã theo dõi kênh video YouTube của Vân Nguyễn khá là nhiều rồi. Các bạn không phải đi đâu mà chỉ cần xem kênh YouTube của Vân Nguyễn là có được rất là nhiều thông tin giá trị về rất nhiều các loại mặt hàng và hàng hóa khác nhau, đúng không ạ? Trước tiên là đồ gỗ thì đã rất là thành công, mọi người mua bán được rất là nhiều thứ, rất là tuyệt vời rồi. Còn hôm nay Vân mạnh dạn lan sang một lĩnh vực mới, đó chính là bất động sản tại Bắc Giang. Vân cũng sẽ mở một kênh bất động sản YouTube bất động sản Bắc Giang Vân Nguyễn để cho các bạn có thể vào và theo dõi kỹ hơn được về danh mục tất cả các hạng mục đất ở khu vực thành phố Bắc Giang và các khu vực lân cận các bạn nhé. Nên nếu như các bạn là những nhà đầu tư thông minh hoặc là những nhà đầu tư đang tìm kiếm những con app chủ bài để các bạn có thể là đầu tư vào thì các bạn đừng bỏ lỡ cái video này của Vân Nguyễn các bạn nhé. Trước tiên thì Vân Nguyễn sẽ giới thiệu với các bạn về cái khu đất mà Vân Nguyễn đang đứng ở đây các bạn nhé. Thẳng dọc đường quốc lộ 31 này, một hướng là đi thành phố và một hướng là đi Lục Nam các bạn ạ. Đối diện cái khu đất này tương lai sẽ có một cái khu công nghiệp với diện tích tới 190 hectare các bạn nhé. Đối diện ở cái khu đất này thôi. Còn cái khu đất này đã và được thiết kế dành cho những người dân ở khu vực Thái Đào này. Mọi người có thể mua để xây nhà và kinh doanh rất là thuận lợi, và đặc biệt là nó có đầy đủ các tiện ích, ví dụ như là trường học này, trường cấp 1, cấp 2 này, chợ này, nhà văn hóa này, quỹ tín dụng nhân dân này, đầy đủ những cái tiện ích cơ bản nhất của một khu dân cư cao cấp. Và đặc biệt là hành lang rộng của đường này nó khá là rộng, mặt đường gom 7m các bạn nhé. Và diện tích phân lô ở những cái lô này là 90m2, mặt tiền của nó là 5m và chiều sâu của nó là 18m luôn các bạn nhé. Nếu mà các bạn để đầu tư ở các tỉnh khác quay về đây đầu tư ấy, thì Vân sẽ nói kỹ hơn về cái bản đồ, Vân sẽ show cho các bạn ở trên kênh của Vân để cho bạn có thể tiện xem các bạn nhé. Và Vân cũng sẽ để lại số điện thoại để các bạn có thể liên hệ được với tất cả những cái lô đất ở khu vực này mà các bạn có nhu cầu muốn mua các bạn nhé. Ngoài những cái vấn đề này ra thì Vân còn sẽ nói được nhiều hơn nữa về cái danh mục phát triển của khu vực Thái Đào này sẽ là một trong những cái đô thị thứ tư, đô thị ở hạng tư của thành phố luôn nha các bạn nhé. Và bây giờ thì đang có kế hoạch đầu tư rất là lớn vào cái khu vực này. Nó tương lai sẽ trở thành trung tâm của thành phố. Bởi vì cái việc giãn dân ra các khu vực lân cận ở trong thành phố là rất quan trọng. Thì Thái Đào đã và đang là một cái hạng mục phải nói là rất là nhiều người quan tâm. Và mình chắc chắn với các bạn rằng khi các bạn đầu tư hay sinh sống ở đây thì sẽ có một cái cơ bản về cái hạ tầng cơ sở là chắc chắn ổn định và tương lai sẽ còn phát triển hơn nữa các bạn nhé. Bây giờ thì Vân sẽ view camera đi vùng quanh cái khu vực này cả trước cả sau để các bạn có thể xem được kỹ hơn về cái khu đất mà Vân đang nói đến các bạn nhé.